không có mẹ, em cũng chẳng còn cha bên cạnh. Mẹ em bỏ đi hồi cuối năm 2019, tháng 3 năm 2024 thì cha em mất. Cậu tròn nghèo, chỉ còn bà nội là điểm tựa duy nhất cho mình. Thấy nó vậy thôi, con ơi vậy để kể bà cháu có gì ăn đấy, con ơi bà nội ăn cháu thì con ăn cháu, nội ăn cơm thì con ăn cơm. Thắp sáng niềm tin kỳ này sẽ là câu chuyện cảm động của cậu tròn nghèo mồ côi, học cách vươn lên bằng con đường tri thức. Quyết định là em học tập để sau này có cái công việc tốt. Trên quy hiệu đội có chữ gì? Sẵn sàng. Dùng nằm giữa miền núi và vùng đồng bằng gọi là? Trung du. Bữa năm roi, tàu hủ kỳ, bánh tráng nem, bánh tầm bì đâu không phải là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Long. Xin mời. Thắp sáng niềm tin, 17 giờ Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời.